Xin chào quý vị và các bạn. Trong video hôm nay, mình xin chia sẻ về rau lang, món ăn dân dã nhưng lợi ích không ngờ. Rau lang có giá thành rẻ, dễ tìm mua, dễ chế biến nên được nhiều bà nội trợ vô cùng yêu thích. Dù thân thuộc là thế nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về những lợi ích mà loại rau này mang lại. Trong video này sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin bổ ích nhất liên quan đến chủ đề rau lang có tác dụng gì, cũng như các món ăn ngon từ rau lang và một số lưu ý nhỏ khi sử dụng. Rau lang được lấy từ phần thân và lá của cây khoai lang. Mặc dù đây là loại cây thân thảo được trồng để lấy củ nhưng loại rau này có thể chế biến theo nhiều kiểu khác nhau như luộc, nấu canh, xào, vừa ngon miệng, vừa tốt cho sức khỏe. Vấn đề đầu tiên chúng tôi chia sẻ đó là rau lang có tác dụng gì? Rau lang có hàm lượng chất xơ rất cao cùng nhiều chất dinh dưỡng nên có khả năng phòng ngừa và điều trị được khá nhiều bệnh lý. Cụ thể như sau. Thứ nhất, ngăn ngừa bệnh tim. Các cơn đau tim thường xuất phát từ tình trạng vôi hóa mạch máu, hình thành nên các mảng bám, cắn chặt vào thành mạch. Nếu mắc phải căn bệnh xơ vữa mạch máu, bạn nên nạp nhiều vitamin K có trong rau lang để ngăn chặn bệnh nhồi máu cơ tim. Thứ hai, giảm nguy cơ loãng xương. Một công dụng khác của vitamin K có trong rau lang là cân bằng hàm lượng canxi có trong xương. Bằng việc kết hợp vitamin K với vitamin D, quá trình hình thành xương sẽ đạt hiệu quả cao hơn, vết gãy ở xương cũng nhanh chóng được hồi phục. Thứ ba, thanh nhiệt, giải độc. Rau lang có khả năng làm mát và thanh nhiệt hiệu quả. Chất diệp lục có trong loại rau này không chỉ hỗ trợ làm sạch máu mà còn giúp loại bỏ bớt độc tố bên trong cơ thể. Thứ tư, phòng ngừa bệnh đái tháo đường. Để điều trị tiểu đường, bệnh nhân có thể sử dụng lá cây rau lang và đọt rau lang đỏ, chế biến thành món ăn hoặc nấu lấy nước uống. Các hợp chất trong rau lang gần giống với insulin trong máu, có tác dụng kiểm soát hiệu của các triệu chứng của bệnh tiểu đường. Thứ năm, chống oxy hóa. Quercetin trong rau lang chứa khoảng 1/3 hoạt tính chống oxy hóa của glutathione. Đây là hợp chất vô cùng quan trọng, tham gia trực tiếp vào quá trình tạo ra chất chống oxy hóa, giúp chữa lành các vết thương và đẩy lùi lão hóa da. Thứ sáu, cải thiện tình trạng béo phì. Cây rau khoai lang chứa rất ít tinh bột và nhiều chất xơ nên rất phù hợp với những người bị thừa cân, béo phì. Bổ sung rau lang vào chế độ ăn kiêng vừa làm giảm cảm giác thèm ăn, vừa cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể. Cuối cùng là ngăn ngừa tảo bón. Đặc trưng của rau lang là vị ngọt, tính mát cùng nhiều chất xơ sẽ làm tăng khả năng nhuận tràng của hệ tiêu hóa. Đặc biệt là rau lang chứa khoảng 1,95 đến 1,97% chất nhựa tẩy, có tác dụng điều trị chứng tảo bón chỉ trong thời gian ngắn. Vấn đề thứ hai, các món ăn ngon được chế biến từ rau lang. Rau lang có thể được biến tấu thành nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng. Bạn có thể tham khảo một số cách chế biến rau khoai lang đơn giản mà vẫn giữ nguyên được dưỡng chất như sau. Thứ nhất, rau lang xào tỏi. Đây có thể là món ăn điển hình nhất cho loại rau này. Rau lang xào tỏi chứa đầy vị mùi thơm của tỏi phi vàng, kết hợp với kết cấu giòn nhẹ của rau lang. Cách thực hiện cũng vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần phi thơm tỏi trên chảo dầu nóng, rồi đổ rau vào xào chung trong 10 phút. Cuối cùng, bạn nêm gia vị vừa ăn là có thể thưởng thức. Thứ hai, rau lang luộc. Nếu không có nhiều thời gian để chế biến, rau lang luộc chính là vị cứu tinh dành cho bạn. Với món ăn này, bạn chỉ cần lấy phần ngọn cùng với lá non đem rửa sạch, sau đó luộc chín là có ngay đĩa rau xanh mướt ngon lành. Rau lang luộc thường được chấm kèm chao hoặc nước mắm tỏi ớt. Thứ ba là canh rau lang nấu tôm. Sau khi sơ chế tôm, bạn xào sơ cho tôm săn lại rồi đổ khoảng 2-3 bát nước lọc vào. Khi nước sôi, bạn hạ nhỏ lửa và cho rau lang đã được rửa sạch thái nhỏ vào. Khi rau chín mềm, bạn nêm nếm lại sao cho vừa ăn và chờ cho đến khi nước sôi thì tắt bếp. Cuối cùng là cần lưu ý gì khi sử dụng rau lang? Rau lang là loại thực phẩm lành tính, chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, lạm dụng rau lang có thể kéo theo một số tác dụng phụ đến với sức khỏe của con người. Vì vậy, bạn cần ghi nhớ những lưu ý quan trọng sau trước khi chế biến và sử dụng loại rau này. Thứ nhất, không ăn rau lang khi đói để tránh bị hạ đường huyết quá mức. Thứ hai, ăn rau lang sống có thể gây táo bón nặng, đặc biệt là ở những người có tiền sử mắc bệnh khó tiêu, táo bón. Thứ ba, nên ăn kèm rau lang với các loại thực phẩm giàu chất đạm để cân bằng dưỡng chất. Thứ tư, nếu dùng nước rau lang luộc để chữa bệnh thì bạn nên chắt nước thứ nhất đi rồi luộc lại để lấy nước thứ hai. Lần luộc thứ hai này sẽ cho nước rau không bị hăng và chát. Trên đây là những thông tin bổ ích về công dụng của rau lang. Hy vọng thông qua video này, bạn đã có thêm kinh nghiệm được một vài món ăn ngon từ rau lang để đa dạng hóa bữa ăn cho cả gia đình và công dụng tuyệt vời từ rau lang nhé.